Căn cứ theo chứng từ của ngân hàng, chúng ta sẽ hạch toán ủy nhiệm chi ngày 15 tháng 1 với nội dung là tiền phạt nộp chậm bảo hiểm, số tiền là 542.100 đồng. Cụ thể là khi đơn vị đăng ký với cơ quan bảo hiểm nộp định kỳ theo tháng hoặc quý, nhưng đến kỳ hạn đơn vị chưa thực hiện nộp các khoản bảo hiểm, thì bảo hiểm sẽ căn cứ vào số tiền thiếu đó để tính ra một khoản tiền lãi. Và số tiền này đơn vị sẽ không được ghi nhận vào chi phí hợp lý. Do đó, các bạn đều phải đưa vào bên nợ của tài khoản 811 để làm tăng chi phí khác. Và số tiền nộp chậm bảo hiểm này các bạn sẽ đưa vào bên có của tài khoản 3388 để làm tăng các khoản phải trả phải nộp khác. Và bút toán thứ hai chúng ta sẽ phản ánh vào bên nợ của tài khoản 3388 để làm giảm khoản tiền đã nộp có cho tài khoản 112, làm giảm tiền gửi trong ngân hàng do đơn vị nộp bằng hình thức chuyển khoản. Như vậy, cũng tương tự đối với các khoản nộp chậm liên quan đến tiền thuế thì chúng ta cũng đều thực hiện làm hai bút toán, đưa vào tài khoản 811. Và cụ thể là 8112 đối với các khoản chi phí không hợp lý. Và khi lên báo cáo tài chính, chúng ta chỉ cần căn cứ vào tài khoản 8112 để điền vào chỉ tiêu B4 trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03 TNDN. Và để xác định được khoản lãi nộp chậm các khoản bảo hiểm thì các bạn kế toán sẽ căn cứ vào mẫu C12TS thông báo của bảo hiểm. Chúng ta sẽ căn cứ vào một giáo trình của kế toán tiền lương. Đây là mẫu C12, kết quả đóng các khoản bảo hiểm của doanh nghiệp. Khi đơn vị chưa thực hiện nộp thì bên bảo hiểm sẽ căn cứ vào số tiền đó và căn cứ vào các tỷ lệ để tính lãi với các khoản tiền này và ra được số tiền phải nộp. Khi thực hiện hạch toán thì chúng ta sẽ căn cứ vào mẫu C12 này, trong đó ở chỉ tiêu 2.2 thì chúng ta sẽ phản ánh riêng đối với các khoản bảo hiểm mà đơn vị phải nộp, đưa vào từng tài khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp và căn cứ vào chỉ tiêu số 3 để phản ánh đối với khoản tiền lãi nộp chậm vào tài khoản 811 để loại trừ chi phí khi quyết toán. Như vậy các bạn sẽ căn cứ trên chứng từ ủy nhiệm chi này, chúng ta sẽ thực hiện hạch toán trên phần mềm như sau. Ở bút toán đầu tiên, các bạn sẽ vào phân hệ tổng hợp chứng từ nghiệp vụ khác và phản ánh trích tiền phạt nộp chậm các khoản bảo hiểm. Ngày các bạn sẽ căn cứ trên ủy nhiệm chi là ngày 15 tháng 1 năm tài chính và phản ánh vào bên nợ của tài khoản 8112 mà chúng ta đã thực hiện tạo chi tiết cho các tài khoản, có cho tài khoản 3388 làm tăng các khoản phải trả phải nộp. Số tiền 542.100 đồng. Sau đó chúng ta sẽ nhấn cất. Và bước thứ hai, căn cứ trên chứng từ ngân hàng, các bạn sẽ vào phân hệ ngân hàng và hạch toán chi tiền. Chọn tài khoản chi tương ứng, đối tượng. Ở đây đơn vị nộp các khoản lãi cho bên bảo hiểm và phản ánh với nội dung nộp tiền phạt nộp chậm các khoản bảo hiểm và điền ngày 15 tháng 1 năm tài chính vào tài khoản 3388 để làm giảm khoản phải nộp có cho tài khoản 112. Các bạn sẽ điền số tiền 542.100 đồng. Thực hiện hạch toán xong, các bạn phải nhớ kiểm tra lại toàn bộ nội dung và sau đó chúng ta sẽ nhấn cất. Để hoàn thành hạch toán với các khoản liên quan đến khoản tiền phạt nộp chậm bảo hiểm trên phần mềm kế toán MISA.